núi Ngưu Đầu. Xe bus du lịch. Hu hu, chán quá đi, lại còn nóng nữa chứ. Có phải tớ bị chập mạch ở đâu không? Sao lại đồng ý đi đến nơi quỷ quái này giải sầu với cậu chứ? Còn 3 ngày 2 đêm nữa, sao mà mình ngủ được? Trịnh Đan Đan, cũng có phải là tớ ép cậu đi đâu. Là cậu tự muốn đi đấy chứ. Làm ơn đi. Còn không phải Lâm Tử San cậu thất tình sao? Tớ chỉ là sợ cậu đến nơi khỉ ho có gái này tự sát thôi được chưa hả? Hừ, lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú. Được rồi, biết cậu là bạn thân tuyệt vời nhất của tớ rồi ngã. Yên tâm đi, tớ không yếu đuối như thế đâu. Chỉ là lâu rồi không đi du lịch, nhân cơ hội này đi ra ngoài thư giãn thôi mà. Tour du lịch này có chút tệ thật, nhưng mà phong cảnh ở núi Ngưu Đầu đẹp lắm đấy. Đến một lần rồi cậu sẽ không hối hận đâu. Được, không hối hận. Hay, bắt lấy bóng này. Bóng đẹp. Ừm. Nè, chị bắt giúp em. Bắt lấy. Cảm ơn. Không, không có gì. Ha ha. Nhìn bộ dáng mê trai của cậu kìa. Hai tiếng sau. Đây, không phải là ngọn núi bình thường sao? Thế mà cũng được coi là danh lam thắng cảnh cấp 5 à à. Xem ra là không sai đâu. Nghe nói còn có thác nước lớn nữa. Ngày mai vào núi là sẽ biết thôi. Cậu thích là được. Anh ấy ở đây. Anh ơi, ngày mai anh lại chơi cùng em được không? Được, ngày mai rảnh anh sẽ chơi cùng em. Ha ha, tốt quá đi. Em gái nhỏ ngã. Ngày mai chị cũng chơi cùng em với anh trai có được không? Chị gái xấu lúc nào cũng cướp bóng của em. Em mới không muốn chơi cùng chị, em chỉ muốn chơi cùng anh trai thôi. Bé con mau lại đây. Chúng ta phải vào trại rồi. Ơ, bye bye anh. Ừm, tạm biệt. Đứa trẻ thối này, chị mới không muốn chơi cùng nhóc. Trẻ con vô tư, đừng để ý. Ha ha, sao tôi lại phải tính toán với trẻ con chứ? Đúng rồi soái ca, có thể kết bạn không? Được. Jin, đã có thêm bạn mới. Lục Thánh, cái tên thật là bá đạo mà. Đúng rồi, soái ca, hẹn gặp lại nhé. Cậu cũng đừng kết bạn với soái ca đó nhé. Hi hi. Tớ còn tưởng chuyến đi tự do này chán lắm. Xem ra thú vị rồi đây ngã. Cậu vui là được. Thú vị. Chuyến đi này không chỉ có một tinh thần niệm sư cấp 2 hiếm thấy, mà còn gặp được hai võ giả cấp 2. Nhưng mà, tinh thần niệm sư kia chắc sẽ không phát hiện ra thân phận của mình. Cùng lắm cùng chỉ nhận ra mình có tu luyện võ đạo. Sau khi hình thành ý chí tôn sư, mình đã có thể tùy ý khống chế phân tán và cô đọng tinh thần lực. Chỉ cần không chủ động phát tán, người bình thường không thể phát hiện ra tinh thần lực cường đại của mình. Chỉ là không biết ở trong nơi núi sâu này còn xuất hiện bao nhiêu võ giả mạnh hơn nữa. Cho dù mục đích đến núi Ngưu Đầu của những người khác là gì, nếu như ngáng đường mình, vậy thì chỉ có thể tiện tay bóp chết. Cùng lúc đó, trên đường cao tốc cách đó mấy trăm km. Thế nào rồi? Tìm được tung tích của Đường Mậu Lâm chưa? Đã tìm thấy rồi, ở núi Ngưu Đầu ở thành phố Khâu Minh ạ. Hắn ta dẫn theo vợ và con gái, chắc là muốn lẩn trốn trong núi. Hừm, Đường Mậu Lâm cũng coi như có chút đầu óc. Nếu như lao vào trong rừng sâu núi thẳm mà không ra ngoài, ta đúng là không có cách gì đối phó với hắn. Đại nhân yên tâm, chúng tôi đã phái người theo dõi hắn rồi, cho dù Đường Mậu Lâm có biến thành dã nhân, tôi cũng có thể bảo đảm có thể tìm được hắn trốn ở trong lỗ chuột nào. Ha, tốt, làm tốt lắm. Các người chỉ cần theo dõi hắn là được. Võ giả cấp 4 như hai người vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Đợi ta đến được núi Ngưu Đầu, sẽ đích thân đối phó hắn. Vâng, Đường Mậu Lâm, đừng trách tao độc ác. Đắc tội với tao, tao không giết mày. Người khác lại thấy tao dễ bắt nạt. Vậy thì chó mèo gì cũng dám trèo lên đầu lên cổ tao rồi. Hương vị yêu đương mơ hồ này, hơi thở thanh xuân mà chỉ tuổi 16 tuổi mới có. Ngọt ngào mê người như này đây. Đường Mậu Lâm,
còn đưa cả con gái đi cùng. Ha ha, xem ra lại có thêm một đồ sưu tầm rồi. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thông báo về tập mới sớm nhất nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thông qua việc cày view hoặc donate để giúp nhóm có thêm kinh phí dịch chuyện nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.